cũng cầu xin quý cô bác anh chị không cũng có một cậu con trai, tôi cũng thiếu hả mà cũng ham học lắm, con cầu xin nó vượt qua cơn bao bệnh này để nó sống tiếp, để nó lo được cái công việc của nó, con cầu xin. Xót xa một người mẹ quỳ lại trước cổng bệnh viện cầu xin cộng đồng giúp đỡ cứu chữa con mình qua cơn hoạn nạn trong lúc bệnh tật như thế này. Một lời cầu cứu mà lúc đêm khuya ai nghe cũng xót xa. Khi đến gặp chị thì mới biết được hoàn cảnh của chị hết sức là bi đát. Con bị bệnh bạch cầu trong thời gian dài, gia đình thì kiệt quệ, không còn những bất kỳ tài sản nào hết. Được biết vợ chồng chị ở nhà trọ buôn bán lề đường nhiều năm qua. Lúc này thì trời là mùa mưa, hai vợ chồng mua bán rất là bấp bênh ở quận 6. Hiện giờ con chị đột nhiên phát bệnh trở lại, nhập viện gấp, hai vợ chồng đến nỗi chi phí tạm ứng cũng không có được. Nên nay chị đến đây mong tất cả cô chú anh chị cộng đồng giúp đỡ. Mời tất cả cô chú anh chị xem video clip để rõ thêm chi tiết. Tôi cũng cầu xin quý cô bác anh chị không cũng có một cậu con trai, cũng thiếu hả mà cũng ham học lắm, con cầu xin nó vượt qua cơn bao bệnh này để nó sống tiếp, để nó lo được cái công việc của nó, con cầu xin. Mình ra bây giờ giống như mình liều á, mình liều đại, mình vô đại rồi mình xin bà con cô bác cho tiền. Nhưng là bây giờ tài chính mình không còn gì luôn hả? Không có tiền đóng luôn. Giờ là chị không có tiền đóng luôn á? Dạ chị? Đúng rồi. Hôm qua em nghe nói đâu là có chưa đóng 2 triệu mà gia đình chỉ có 1 triệu rưỡi 50. Rồi bác sĩ thấy gì trả lại cho 500 rưỡi để bỏ túi. Chỉ nhận trước 1 triệu á hả? Lúc này nói chung là không phải bị đắt gì đâu, đâu lên khóc cái gì nè, rất là ngại, nhưng mà mưa gió hoài không có bán được. À, lúc này bán lề đường mà gặp mưa bán được. Mưa gió hoài không bán được. Dạ rồi, xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Sau một lời cầu cứu của một người mẹ, hiện giờ đang có con đang bệnh coi như là rất là nặng và đang cần cái sự mà coi như là điều trị một số tiền khá lớn. Mà cái căn bệnh này thật sự mà nói là theo được người mẹ này chia sẻ đó thì khá lâu rồi, nhưng mà gia đình cũng kiệt quệ rồi hả chị? Chị hiện giờ là đang giàn giụa nước mắt như thế này. Đây là tụi em đang có mặt tại bệnh viện nhiệt đới. Nghe được đâu biết hôm qua là con chị nhập viện hả chị? Dạ đúng. Dạ. Nội dung như thế nào chị có thể chia sẻ cho cộng đồng biết được không chị? Dạ, mình là mẹ của bé Thiên Ân. Dạ. Cách đây là 2 năm á, là vào khoảng tháng 2 năm 2003 đó. Dạ. 2023 là đã có một lần cũng xin cộng đồng mạng đó, mà người bạn của mình á là cũng ở trong chùa. Nhưng mà thời kỳ đó là mình cũng có xin một ít thôi, tại mình xin liệu một liệu trình 300 triệu thôi. Ừ. Sau đó là đóng tài khoản lại, mình không xin nữa. À, là có xin rồi. Dạ, ha. Đã có một lần xin rồi, bạn ở trong chùa. Sau đó mình về nhà thì cháu nó có sốt thì mình cũng trị cây nhà lá vườn thôi, chứ mình không có đi bệnh viện. Nhưng mà trong năm nay cháu bùng phát lại, khoảng chừng một tuần lễ nay nó sốt ngoài. Mình tính là nó sốt thì mình chỉ mua thuốc á chú, Astaranang hoặc là nói chung là thuốc hạ sốt thôi, nhưng mà nó không có hết. Thì bây giờ là bệnh viện quận 6 á nói là thôi cho đi ra bệnh viện nhiệt đới để điều trị. Nhưng bây giờ nó sưng quá rồi, chỗ kim tiêm nó tiệm ven cũng không được, thì nó sốt hoài mà nó ống hoài luôn. Bây giờ là mình là mẹ thì nói chung giờ không biết nói sao luôn. Mình là mẹ thì không còn gì mà để gọi là ngại mắc cỡ nữa. Bây giờ tìm mọi cách cứu con vượt qua cái cơn bão bệnh này. Nhưng mà cũng may là hồi đó ở bệnh viện ở trên kia thì bác sĩ có nói là 99% cháu sẽ được cứu sống. Nếu bác sĩ nói là 99% luôn hả? Bác sĩ nói luôn 99%, tại vì cháu bị bên máu mà cháu phụ tiếp 5 MB3. Dạ. Rồi mình không có hiểu về chuyên môn, bác sĩ mới nói là cũng không cần phải tìm hiểu nhiều đâu, ở đây bác sĩ sẽ có cách chẩn giải quyết, chị đem hồ sơ về chị xem, phụ tiếp 5 của bên máu là 99% thì mình cứu sống, chị hãy an tâm mà đi liệu trình. Nhưng mà chị dạ. Để cho hỏi là cháu đang bị căn bệnh nào chị có biết? Dạ. Hồi 3 năm trước là giảm hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu. Người ta bình thường giảm một cái bình dòng thôi mà nó được giảm 3 lần. Dạ. Có nghĩa là nó cấp cứu nguy kịch luôn. Cấp cứu. Rồi sau đó thì chắc cũng là đáp ứng cứu tốt. Thành ra là cháu vượt qua được cái liệu trình đó. Cháu vượt qua được một liệu trình thì mình lúc đó
thêm một phần nữa là mình cảm thấy số tiền cũng lớn quá rồi, nó tới 300-400 triệu rồi, mình không dám xin cộng đồng mạng nữa, thật sự luôn mình không dám xin. Rồi cho em hỏi á, là bác sĩ có hướng cái đi cách điều trị là như thế nào không chị? Bác sĩ nói là đi về tuần lễ sau lên nhập viện. Dạ. Thì một tuần lễ sau mình lên thì bác sĩ nói là đi lấy tỷ 6 triệu mình nhập viện. Tỷ 6 triệu. Con mình nó nói con đau lắm, bây giờ ven trong thai nát hết trơn luôn, con không chịu nổi. Bác sĩ nói không có chích vô ven nữa mà là sẽ mổ ở đây. Mổ là lưu luôn ha, là lưu luôn ha. Dạ, mổ cái gì ở đây nè, rồi để ống dẫn vô. Thì nó gọi là lưu quá. Dạ, nó nghe mổ nó sợ quá, nó nói con thà chết ở nhà chứ con đi. Thì mình thương con tại vì mình thấy nó gồng lên. Thì cũng chính vì mình thương đó, mình sợ nó không chịu nổi là mình cứ trốn ở nhà miết. Đây là gọi dẫn từ là trốn đó, trốn với liệu trình của bác sĩ. Nhưng mà trước đó cho em hỏi là chị được cô chú chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ là qua hình thức như thế nào chị? Dạ đây nói luôn là mình đăng Zalo á. Dạ. Mình đăng Zalo rồi người cho 500, 300, 200, thì có những cô chị Việt Kiều ở bên nước ngoài thấy thương á, tại cái hình ảnh phát ở trên cộng đồng thì mình không biết mà cô cho tiền đô tới 500 lận. Lúc đó chồng đi đổi được cái mùng 1 triệu mấy. Đây có nghĩa là rất nhiều công chúa mà mình muốn giúp. Ủa sao chị đăng Zalo mà nhiều người biết là sao ta? Zalo chỉ có những người kết bạn của chị thôi chứ. Đăng Zalo là xung quanh mình, rồi cái người trong Zalo mình có Facebook, bạn mình có Facebook, xin đăng dạ lên Facebook. Dạ, dạ xin đăng lên trên Facebook, rồi từ trên Facebook đó người ta mới kết nối với bạn mình, ta gửi qua mình. Thì tại sao bây giờ chị không làm những cái kiểu đó nữa? Cô đó không có còn làm cái đó nữa, khổ bệnh rồi. Có nghĩa là chị có chưa nhờ một cái kênh truyền thông YouTube nào đâu đúng không? Dạ thưa phải, không có biết mà nhờ. Dạ. Ở khi cô chú anh chị hiện tại thì nhà và bánh mì có mặt ở đây thì cũng nhờ một người thân của chị là đồng phú thì anh em của em đến đây để xác nhận thông tin đúng hình ảnh của cháu như vậy. Dạ. Các bạn vậy thì chị ơi cho em hỏi là công việc chính của chị với anh bây giờ là như thế nào ạ? Dạ mình có một số giống như bạn hàng á, cắt vải cho mình bán mấy cái tấm da đó. Mình bán cũng ít lắm, mình ngồi ngoài đầy đường mình bán nè, chứ không có muốn. Không có một cái chỗ nào quyết định dạ, ha. Dạ không có. Ga là ga trải nghiệm hả đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thu nhập của anh với chị có cao không ạ? Ngày có khi 200-300 thôi. Rồi cho em hỏi đó là anh với chị được mấy cháu? Dạ thưa đứa đầu 22 tuổi. Là cháu gái nó có làm gia đình như vậy? Dạ chưa. Dạ chưa học vừa đi làm. Dạ, cháu cũng còn ham học á. Cũng chưa học vừa đi làm. Dạ. Thì đối mặt với chị luôn. Em cũng được chia sẻ thì anh em đến đây để hỏi những cái câu gì chứ nó không được tế nhị không cảm tại vì của chú anh chị một cái hoàn cảnh á thì thật sự là từ trước giờ chưa bao giờ cầu cứu nhưng mà đây là lần cầu cứu á thì có nghĩa là đã cạn kiệt rồi không còn khả năng để lo cho cháu nữa mới cầu cứu không anh em tiền, không có tiền không đi bệnh viện được đâu. Dạ đúng rồi chị, có tiền không đi bệnh viện được thật sự luôn. Tại vì bác sĩ người ta cũng phải mua thuốc à, ai cũng phải mua thuốc rồi đó. Rồi tối là con chị nhập viện trong tình trạng sao? Sốt cao à, ói nhiều hả? Ghé bệnh viện quận 6 trước, ói quá. Ói quá mà bác sĩ cho vô nước biển rồi mà nó không ói không hết. Dạ rồi. Dạ, vẫn ói không hết thì trong đó là nói là mình nói luôn đó là nó sốt xuất huyết. Thì bệnh viện đó nói sốt xuất huyết nhưng mà mình nghĩ con mình đã bị bệnh về máu rồi thì chắc cũng phải đi tiếp trên. Thì mình xin đi đâu bệnh viện tới thì ở đây xác định với mình là nó không sốt xuất huyết mà là nó bệnh về máu, có thể bệnh cũ tái phát. Bây giờ chỉ có cần cha mẹ cố gắng cho nó đi theo hướng phác đồ điều trị lại là cháu sẽ vượt qua. Giờ vẫn ăn uống nói chung là được á, bác sĩ cho ăn là tiếp thu được. Thì thưa chú anh chị, anh em không thể nào vào trong bệnh viện quay được. Thì hồi nãy chị có gửi cho tụi em coi một video. Dạ. Thì cái tay của cháu nhìn thấy sưng dữ lắm không chị? Dạ tại vì nó bị về máu mà. Về máu thì mình tiêm mình chích nó sẽ sưng lên. Rồi cháu có bảo hiểm gì không vậy? Dạ bảo hiểm nhưng mà nếu về cái bảo hiểm mình cũng không có rầm nữa. Dạ. Nếu mà mình đi đúng tuyến á, đúng tuyến mà nó cấp cứu á thì người ta sẽ tính nó 80%. Dạ. Còn nếu mà mình vượt tuyến mà mình tự động mình đi là cứ bệnh viện truyền máu huyết học á, mình đi là bệnh viện đó thì chắc là người ta không có tiếp nhận mình. Dạ. Thì bệnh này tốn nhiều tiền lắm, mình không có khả năng. Dạ. Mình có nhớ tiền rất là nhiều cho nên là đi đúng tuyến thì lại là người ta sẽ giải quyết mà bây giờ mình cũng không có đủ tiền để mà. Hàng ngày vợ chồng chị buôn bán cái gì? Dạ bán
ra chạy niệm. Dạ. Gối nè, mền rồi đó hả? Dạ, ra gối mền. Rồi bán thu nhập. Bán chút chút vậy thôi à? Dạ. Chú có thể ghé gian hàng, chú thấy bán ngày nào xong cái đó mình lấy tiền đó mình mua, mình đắp lại, mình nhích tiền lời ra, mình xây chợ thì mình phải tiếp tục. Nghe nói trước đây là chỉ có sạp trong chợ mà đúng không? Bán vắng quá không có tiền trả mặt bằng. Trả mặt bằng. Chủ mặt bằng cũng thương lắm, cũng hỏi mình chừng nào quay lại mà mình có thưa lại á, mình có trình bày lại là chợ vắng quá, xung quanh mấy người ta cũng nghỉ hết rồi. Mùa gánh bán bưng này để coi như là kiếm tiền là chạy chữa cho con. Người con thì nó không có gì cũng không ngại. Con và nó học rất là giỏi luôn, học tốt. Rồi khi nó đau quên trường, mấy thầy cũ cũng cho tiền đó, thầy cô cho, bạn bè quên cho. Cô chủ nhiệm cũ cho, cô chủ nhiệm cũ là quên ba mấy triệu. Thì thầy cũ có 2 triệu, rồi mấy thầy khác á, có nhiều thầy tế nhị mua ra gói ủng hộ cho. Nói chung là mình cầm tiền phú quý ân nhân nhiều lắm. Nhưng mà cái lúc đó chị, cái lúc mà cháu nghỉ học là năm đó năm mấy? Dạ, năm mấy? Nó, năm đó là nó thi được qua bên trường Bình Phú lớp 10. Mời là chờ trường chuyên hay trường tiễn hả? Thì nó thuộc cấp 2 của quận 6. Cháu hiếu 0.25 là đã qua mặt Bình Chi rồi đó. Dạ. Cháu học rất là giỏi đúng không? Tự học. Dạ. Thì nói thật với chú chị, một hình ảnh của một người mẹ nó thật là trên cái video đó, thì nói thật với chú chị không thể lấy được mắt đâu, thì mà quá đau lòng vì thương con mình. Mà có 2 người con, một người thì lớn cũng còn vẫn đang vừa đi làm con cha con mẹ đúng không chị? Dạ. Còn một cháu thì đang bệnh rất là nặng, nằm trong viện tới 3 năm trời đã nằm trong đây rồi. Chị cho em hỏi là trong thời gian điều trị của cháu á, là có phải mổ hay là như thế nào chị? Dạ, mổ thì không có mổ mà vô hóa chất. Vô hóa chất hả? Những anh chị chủ yếu là vô hóa chất thôi, cái bệnh này chủ yếu là truyền hóa chất những để cô để bác nào mà có Zalo hoặc Facebook của mình đó là năm 2023 đó, năm lớp 10 đó. Dạ. Sẽ thấy những cái video là con gái mình đăng chứ mình không dám đăng đâu. Cái video mà đây là cũng tế chị tại bệnh viện không cho đăng. Dạ. Nhưng mà tại vì vất vả đúng không? Dạ, nó vất vả quá chịu không nổi. Tại vì mình ở trong đây thì ở nhà không ai phụ bán. Mình mới xin bệnh viện cho mình về 10 ngày con gái mình vô. Thì trong 10 ngày đó là coi như nó cũng bị biến chứng đó. Coi như là em nói chị nghe. Tại vì thật sự ra em thật sự cũng đang bệnh luôn. Thuốc hồi sáng này em mới xin nhàn cục được mới viên mà ho 6 mũi. Dạ. Nhưng mà vì cái câu chuyện của chị là em cũng có con có cái nên em biết. Người cha người mẹ nào cũng vậy hết trơn á. Thấy không? Người cha người mẹ nào cũng coi như là có con đó, là coi như là khi bệnh vậy em cũng rất là xúc động. Nên là em cũng ra đây chia sẻ câu chuyện của chị, để mà mong rằng là cô chú cộng đồng giúp đỡ gia đình chị. Không, thật sự rồi em sẽ đi ra ngoài chỗ anh bán đó, quay lên rồi có thể là đưa số điện thoại anh chị lên, có ai mua ủng hộ được cái gì đó người ta mua đó. Mục đích của tụi em là như vậy đó. Còn thật sự mà nói, khi mà ra đây rồi thấy cái, nói chung là bước vào bệnh viện rồi hoàn cảnh nào cũng đáng thương hết trơn á chị. Đó. Nói chuyện với chị nãy giờ thì chị cứ khóc suốt. Cái vấn đề ở đây là mẹ thương con thì ai cũng biết hết, nuôi con mà. Năm nay cháu đã có 10 mấy cũng đâu có đơn giản đâu. Bao nhiêu năm bệnh tình như thế. Thiệt sự với chị là ai có con phải làm cha làm mẹ cũng dơ gớt vô cảnh này mới biết được chị. Tính ra là con gái mình năm 2 thế, 2023 rồi đó thi đại học. Tại vì nó tốt nghiệp cấp 3 rồi, tốt nghiệp điểm cũng cao lắm. Nhưng mà bởi vì em nó đau, nó cũng bỏ, không có thi đại học nữa. Bây giờ đi làm phụ, mình cũng đau lòng, mình cũng ước đó. Nếu mà mình có cái vận may nào đó, cái con trai hết bệnh thì con gái mình quay lại đi học. Thì nó học thử rất là tốt. Dạ. Con gái chị là giờ đi làm luôn? Dạ, đi làm. Bỏ học nửa chừng đi làm? Không, một tuần nó vẫn học hay. Em ho với em ù mẹ hai lỗ tai nó. Dạ, không nghe gì luôn á. Con gái vẫn học online tuần 2 buổi. Dạ. Dạ vẫn học online tại nó nó ham ngoại ngữ đó, học quần học online. Dạ. Dạ chứ không thể nào bỏ học được đâu. Dạ. Vậy là vẫn đi học, cháu nó đang học bên gì chị? Dạ học bên ngoại ngữ á. Ngoại ngữ. Dạ. Học lên cấp bằng á. Ngày học online học có tốn tiền nhiều tại vì có ông thầy này thương dạy từ lớp 2 tới giờ.
Dạ. Dạ thầy Thành dạy từ lớp 2 tới giờ, thành ra là gần 2 buổi thầy dạy. Dạ. Dạ. Đã hai đứa con chị đứa nào cũng học giỏi ha. Phải có động lực đi học thì mình mới bường lên chứ. Không có động lực là không bường nổi đâu. Dạ. Đi đáp lắm. Hiểu ý mình, nhìn ở đâu cũng màu đen hết á. Dạ. Ở đâu cũng màu đen. Cháu hiện tại là em nghe cho là cháu mới được nhập viện nhiệt đới và điểm phong hả chị? Dạ đúng rồi, tại nó sốt quá. Sáng nay bác sĩ khám có nói kinh, có nghĩa là để là cháu nhập viện hay là sao chị? Dạ để cháu nhập viện lại. Tại vì hồng cầu đang giảm. Dạ. Giảm phân nửa luôn. Dạ. Cho nên đó lý do sao kim, cái kim mà đâm vô nó sẽ bị bể mạch máu ra. Dạ. Nó sẽ bầm hết lại. Thì bây giờ hiện tại nhập viện vào là điều kiện kinh tế của chị như thế nào, chị có thể chia sẻ được không? Giờ sáng giờ nghe cái điện có chú trong chú thôi chứ đâu biết là chưa đóng tiền gì hay là sao. Dạ có hôm qua nó chưa đứng 1 triệu mà là chưa đứng 2 triệu mà mình đem ít đó. Nhưng mà bảo hiểm này là đi cái này là đủ tiếng hay đúng tiếng không chị? Dạ đúng tiếng. Thì riêng á, nói thật đi cô chú anh chị, cái bệnh này cho dù đúng tiếng hay là không đúng tiếng vậy, tại có những cái thuốc nó nằm ngoài cái bảo hiểm. Dạ. Tại vì nói thật với cô chú chị chứ không phải thuốc nào cũng được nằm trong bảo hiểm. Dạ. Nên là những cái thuốc nằm ngoài bảo hiểm đó thì mình phải bỏ tiền túi mình ra, mình phải chi trả cho bảo. Dạ. Hiểm không chi trả đúng không vậy? Dạ đúng rồi, hồi kỳ đó trên tới cái bệnh viện huyết học đó cũng phải mua thuốc ngoại thôi. Dù đó, ở trên đó một cái khoảng 5-7 ngày thì cái hóa đơn là 20-30 triệu. Dạ. Cái đường đó là bên phòng những người cái đó là đưa cho mình. Dạ. Từ 5-7 ngày, chậm lắm, nếu mình trễ lắm là 10 ngày sẽ phải tạm ứng người ta từ 20-30 triệu. Dạ. Lúc đó ám ảnh lắm, ngủ không được. Nhưng mà cho em hỏi á, bây giờ chị đã đưa cháu vào nhập viện thì chị cũng phải có một cái hướng gì để có liệu trình điều trị hay là chi phí như thế nào không? Bây giờ mình nói luôn á là 3 ngày trước là cháu nó sốt. Dạ. Mà mình biết là nó bệnh nó tới rồi, tại nó cầm cự 1 năm. Mình 3 ngày trước là mình đã lau mát cái đó mà nó không có qua, nó chảy, thậm chí nó chảy máu môi rồi. Dạ. Thành ra bây giờ giống như mình liều á, mình liều mình liều đại, mình vô đại là mình xin bà con mua bán cho tiền. Dạ. Nhưng là bây giờ tài chính mình không còn gì luôn hả? Không có tiền đóng luôn. Giờ là chị không có tiền đóng luôn á? Dạ đúng rồi. Hôm qua em nghe nói đâu là có chưa đóng 2 triệu mà gia đình chỉ có 1 triệu rưỡi 50. Rồi bác sĩ thấy gì trả lại cho 550 để bỏ túi, chỉ nhận trước 1 triệu. Cái lúc này nói chung là không phải bị đắt gì lắm đâu, lên khóc cái gì là rất là ngại, nhưng mà mưa gió hoài không có bán được. À lúc này chị bán lề đường mà gặp mưa bán được hết. Mưa gió hoài không bán được. Chứ không phải là mình nhưng mà chăn ra gối niệm gì bán được không? Em thấy là ta mua 1 lần thôi chứ đâu ai mua hoài đâu. Nhưng mà được cái mình bán đồ là mình kỹ lưỡng với mình quan tâm khách lắm. Ví dụ như người ta xài tấm la đó mà lâu nó bị giãn cung á, người ta gọi nó liễu ơi con tay lại cung thì mình thay không tính tiền. À. Mình chịu thiệt có phần mình để cho bà con vui, bà con ủng hộ bán khác. Một gói gòn mà giả sử như chú mua của mình thì là 1 năm xẹp chú đem lại, chị liễu ơi cho em chút gòn, thì mình cho gòn mình không tính tiền, mình chú thương chú mua cho bán khác, mình lấy cái tình thương đó mà mình tồn tại thôi chứ không có bao nhiêu cách đâu. Vậy là từ qua tới nay là chị không có tiền để đóng chi phí luôn á. Rồi trời trời em thấy đang trời đang chuyển mưa nên lát chồng chị về sao dọn ra bán. Che, mình che. Mình che lại. Mình che lại rồi khách vô rồi tới người đứng sát mới che mua. Tại vì thường em theo nghĩ á, những cái món hàng á mà bán để nhanh á thì những món hàng khác mà nghe nói chăn ga rồi những cái áo của gối với lại ga để lấy niệm á thì nó thật sự á rất là khó bán. Nó cũng có lý do là chồng mình á thì cái chân ảnh bị thương. Tại vì 4-5 năm trước á là khi mà dịch Covid đổ ra đó, cái chỗ mà mình để dù á người ta về quê, người chị mất người em phải về quê, mình ở chồng mình không có để cái dù trong cái nhà đó nữa. Yeah. Anh mới bưng á, bưng lên trên xe anh chở đi chỗ khác thì nó phang vô đầu gối, nó bể cái đầu cái bánh chè nắp nhạo. Dạ, là nắp nó bể thành ra là bây giờ mà mình mấy lần cho anh đi chở nước người ta rồi, một ngày có 200 mấy là cái chân anh bây giờ đi cà nhắc luôn hả chị? Không rồi nè. Ủa trời ơi vậy hả? Nãy ra là mình mới nói thôi giờ 2 chồng 3 chú phải gian hàng, bạn hàng mình thương rồi cho vải vóc thôi, cho mẫu á thì mình đăng lên Zalo, ai thích cái mẫu nào thì mình đi cắt cái phần đó. Thì như thế này, hữu duyên thì em cũng có được đến một cái gia đình hoàn cảnh, tại vì thường đó là hoàn cảnh điện cho em có thể em hẹn, nhưng mà hôm nay sao tự nhiên hữu duyên mà chị điện là em có mặt liền, cái đó là nói thật tình. Thì em sẽ chưa
chưa có bao giờ mà em điện lại mà để em gọi nửa đêm em gọi chị không được, em gọi chồng chị đâu. Tại vì khi mà cái người mà xem kênh em lâu á, họ gọi nó cứu giùm người bạn này, nó có sức cùng lực kiệt, rồi bắt đầu là đưa cái hình ảnh của con nhóc đang nằm như là vật vã như thế đưa qua cho em á chị. Thật sự em cũng có con nên em cũng hiểu cảm giác đó, em mới gọi cho chị không được em gọi cho anh. Chưa bao giờ em làm điều đó, lần đầu tiên em làm trong đời luôn á. Không, anh em á, ông gọi cho em lúc đó cũng 10 giờ, 10 giờ hơn, em giật mình luôn đó. Nói thật luôn, tại vì ảnh thì... Tại vì em đi quay những hoàn cảnh kia, em chưa, anh ta không thật sự, không kịp đăng luôn á. Cũng có thể con mình được cứu, thành ra là khiến mấy chú thương mà mấy chú đến, mấy chú đăng như vậy. Dạ. Con được cứu rồi đó bà. Nói chung là tụi em đến đây thì em mong sẽ, em mong cộng đồng chia sẻ nhiều hơn chú chị. Chị trong nước và ngoài nước có thể phát tâm đến gia đình của chị để có thể một số một tiền để bây giờ là con cũng cầu xin quý cô bác anh chị con cũng có một cậu con trai cũng hiếu thảo và cũng ham học lắm, con cầu xin nó vượt qua cơn bão bệnh này để nó sống tiếp, để nó lo được cái công việc của nó, cầu xin. Thì bây giờ chắc em cũng có một cái quỹ, em sẽ trích tạm cái quỹ này gửi cho chị để làm chi phí đóng tạm ứng cho cháu trước nha. Tại vì cái này á, nói thẳng là cũng không phải là cái số tiền của em hay là như thế nào, nhưng mà có cái quỹ của chị Lan Nguyễn á, là bên Mỹ á, thì chị sẽ gửi gắm cho em những cái hoàn cảnh nào đúng thì em sẽ trích ra để em gửi hoàn cảnh nó trước mắt, rồi khi cô chú anh chị phát tâm mà gửi đến gia đình chị á, thì lúc đó tụi em sẽ gom lại chẳng hạn như 3 ngày hoặc 1 tuần tụi em sẽ đến là trao lại cho chị để có một số tiền để chị lo cho cháu nha. Thì cái này em tạm thời em chích cái quỹ ra để ủng hộ cho chị nhá, để có một cái gì gọi là cái động lực. Dạ, đây là quỹ của chị Lan Nguyễn, nhà sẽ gửi 1 triệu đến gia đình chị nha. Dạ. Rồi dạ. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chị Lan Nguyễn ở bên Mỹ á. Cảm ơn chị Lan. Dạ. Thì cái này là coi như là những cái quỹ này như thế này tụi em sẽ chích ra khi gặp những hoàn cảnh đúng hoàn cảnh, còn khi mà từ lúc này á, nhà sẽ chính thức mở tài khoản là nhận cho hoàn cảnh của chị Thanh Liễu. Chị Liễu thì nhà sẽ nhận tài khoản của chị Liễu, rồi ủng hộ giúp cho cháu để có một cái điều kiện để có thể là cứu cháu sống. Tại vì cháu đang là một học sinh rất là giỏi, đang một tương lai của đất nước Việt Nam mình, nhưng mà vô tình dính vào căn bệnh hiểm nghèo như vậy thì nó cũng xót xa lắm. Thì em trước thì em chia buồn gia đình chị, sau thì em sẽ cũng cố gắng để vận động để có một cái quỹ gì đó để giúp cho cháu điều trị nha chị. Dạ. Ngoài nhàn chích cái quỹ của nhàn ra thì em cũng có một cái quỹ của một chị giấu tên ở Hàn Quốc. Em bữa chị có gửi em 5 triệu, thì em bữa hôm em gặp bà cụ ở dưới mấy đứa nhỏ ở dưới Kiên Giang á, em gửi cho 2 triệu rồi, thì ngày hôm nay còn 3 triệu á. Thì hôm nay em gặp cái hoàn cảnh của chị như thế đó thì em gửi cho chị luôn nha. Thì chị có để có chi phí chứ giờ hay vợ chồng mùa mưa này buôn bán ngoài lề đường không có chi phí, mà con nhập viện đang vật vã trên như vậy thì cái này là cái nguồn động lực trước của tụi em. Em cũng mong rằng là anh chị Mạnh Thường Quân á, thương anh chị nào muốn xin số tài khoản trực tiếp hay hoặc là xin số chị trực tiếp, cứ liên hệ trực tiếp cho tụi em sẽ cho số trực tiếp anh chị liên hệ giúp được vợ chồng anh chị lúc nào giúp. Thì em gửi cho chị hết 3 triệu luôn hả? Ừ, anh gửi luôn hả? Ừ, quá tuyệt vời luôn. Em gửi cái quỹ của chị giấu tên ở Hàn Quốc nha chị. Dạ, xin tri ân tấm lòng của cô, mừng lắm luôn. Dạ, thì dạ. Bây giờ em nói với chị á, trước mắt á là như thế này. Em thì cái kinh nghiệm của em á đến với những hoàn cảnh rất là nhiều, nên là em cũng có hiểu được. Thì trước những khi chị buồn á, cố gắng đừng để cho cháu thấy. Cái đó là cái đầu tiên, tại vì chị đang là động lực của cháu đúng không? Nhưng mà khi chị buồn á thì lúc đó cháu cảm xúc cháu sẽ buồn theo, thì cái tinh thần thì cháu không có được thoải mái trong vấn đề điều trị, nên mình cũng cố gắng nén là chị nha. Biết rằng á, nó thật cùng một gia đình nó của chú chị có 2 đứa con, là một đứa gái đầu và một trai, thì hầu như trong gia đình nào cũng muốn được có một cháu trai như vậy. Nhưng mà không may cháu sinh ra cháu đã mang căn bệnh như vậy đó, rất là tội nghiệp. Thì em cũng hai anh em của em hôm nay cũng san sẻ yêu thương gửi đến cho chị, và cũng mong cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước có thể phát tâm đến gia đình chị nhớ. Dạ, xin tri ân tấm lòng quá. Dạ, xin tri ân. Thì sau đây có thể chị có đôi lời nào nói với cô chú anh chị Mạnh Thường Quân được không ạ? Dạ, hôm nay cầm số tiền này do chú có bánh mì. Dạ, nhà cũng. Dạ, cái nhà cũng nãy giờ mình thấy cái tay rồi. Dạ, đúng rồi. Ngạc nhiên mà chưa có hỏi. Dạ, em bị tai nạn hồi xưa á chị. Quý quá luôn. Dạ. Để sang sẻ một
tấm lòng đối với mình bữa nay là mình không còn gì để nói. Dạ, quá trời mừng luôn. Tại vì em đã từng bị những hoàn cảnh đau yếu bệnh hoạn và em đã nhập viện rất là nhiều. Nên là em mới hiểu được bây giờ em mới làm san sẻ là những yêu thương này đến. Nó cục cảnh. Nhưng mà em sáng em mới xin thuốc của nhàn cục uống luôn, hỏi coi nè. Dạ. Em giúp chị làm gì nè? Em đang bệnh nè, thấy không? Dạ. Em này em xin thuốc của nhàn nó gói lại cho em vậy nè. Không bỏ hộp cho em đó đó. Thuốc luôn á. Em uống thuốc ký luôn á. Em là bị ho. Chị nói chuyện nãy giờ em nghe đâu có nghe đâu, ù á. Em ho tới ù lỗ tai luôn á. Nhàn nó mới cho em thuốc hồi sáng luôn á. Nó gói lại trong cái giấy vậy, thấy kỷ niệm không? Em mới uống 2 viên xong luôn á. Thật sự là nói chung là cho hết rồi. Em là nó hầu như là tất cả cái tình cảm yêu thương san sẻ em được chia sẻ hết. Những cô chú anh chị gửi cho em cái quỹ riêng để em làm chi phí em đi làm thiện nguyện, nhưng mà khi gặp hoàn cảnh như vậy hoặc những hoàn cảnh khác thì em cầm lòng không có được, nên em chia sẻ hết vậy đó. Không hẳn đâu, mỗi người một ít, mỗi hoàn cảnh một ít gì đó chị. Thôi chị cô anh chị cố gắng lên nha, để lên nói với cháu cho cháu mừng. Dạ dạ, mẹ có tiền để cháu nói chỗ chú nhà nghe chú bánh mì ghé thăm. Dạ, cháu bánh mì ghé đi cháu vui mà cháu. Dạ. Mà chị cũng phải cố gắng, anh cũng phải cố gắng nha. Nếu mình đừng có suy nghĩ nhiều quá rồi không được tốt, rồi để cháu ảnh hưởng tới cháu nữa. Dạ, dạ thì cháu xin cái này ha. Dạ, cái này chắc có lẽ là của nhau. Dạ, nói đi. Rồi, ok. Dạ, chắc có lẽ là em cũng xin phép chú vào đây thì chị có gửi đôi lời cho cô chú đi ha. Rồi dạ. Xong rồi để cho cô chú có thể là phát tâm đến gia đình của mình đó. Những lời nói chân thành của chị như thế nào để chú gửi tới thì chị có nói. Dạ, con cũng không biết nói gì. Cộng đồng mạng hiểu hoàn cảnh con, cho một đồng con cũng quý, hai đồng con cũng quý. Tại vì nhiều người cho thì chắc chắn là con sẽ gom lại để con đóng tiền vũ khí cho con mình. Một đồng hai đồng đối với con giống như là một cục vàng, hai cục vàng gom lại. Thì con xin tri ân hết những tấm lòng của các cô chú gần xa. Dạ. Thì em cũng nói khi em mở tài khoản cũng vậy, 10.000, 20.000 em cũng vẫn nhận tích tiểu mới thành đại được, em mới giúp được cho một hoàn cảnh, chứ không phải mà em cũng chơi số tiền một tỷ ai hết. Nên đó là vấn đề đó. Thì chắc cũng qua video này thế này, nhà cũng chính thức mở tài khoản để hỗ trợ cho gia đình của chị Liễu để giúp cho cháu có một cái điều kiện để trở lại cuộc sống. Thì riêng chị có nói là cháu sẽ được cứu nếu như có điều kiện, thì em cũng ghi nhận vấn đề này. Thôi chắc cũng video cũng dài, ở nhà có xem được. Mọi sự thì chú Bánh Mì với chú nhà sắp xếp đi nha. Dạ. Mong cháu vượt qua cơn bão bệnh này là đã mừng rồi. Dạ. Xin cảm ơn. Ở nhà giúp cho nhà xin một lượt like, một lượt đăng ký. Nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của Bánh Mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhậu, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình. Cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè. Đó, những người mà bị có như là chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu âm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sô bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tới bị chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu sô bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.